em test máy xúc bê tông nhá. Máy không thể than này, chống nước này. Các bác yên tâm là trời mưa. Đấy. Các bác yên tâm là trời mưa không là dập cháy nhá. Em test mở bánh trước xe Moling này. Test mở bê tông này. Ra rất là dễ dàng các bác ạ. Em ăn con nữa này. Rất là dễ nhàng các bác ạ. Ra các bác nhá. Em ăn vào này. Em test bắn vít dài nhá. Đấy. Em test bắn vít gỗ này. Vít rất là dài. Vít dài gần một găng tay các bác ạ. Rất là dễ dàng các bạn, xuyên thủng. Gỗ này là gỗ lõi các bác nhá. Đấy, vít này rất là dài. Vít dài bắn là rất là dễ dàng. Thì vít tôn nó rất là đơn giản các bạn. Xuyên thủng các bạn. Vâng, để máy Hồng Sơn xin chào các bác các anh em. Thì vừa rồi em có test các bộ sở máy siêu bô lông Magita không chủ than. Máy thiết kế nhỏ gọn rất là mạnh các bạn, có thể đáp ứng được mọi nhu cầu cho bác nhé. Về bộ sản phẩm này thì sản phẩm thì là sử dụng động cơ không chổi than kháng nước như vừa rồi có test cho mọi người xem, và máy thì có nguồn gốc xuất xứ tại Malaysia, được sản xuất tại Malaysia các bác nhé. Đấy. Máy thì có lực xiết cực đại lên đến 580 N các bạn, rất là mạnh, đáp ứng được mọi nhu cầu cho bác thợ. Thì sắp tới em nhập lô hàng mới về, em muốn bán hết những con hàng còn lại trong kho đi, thì hôm nay điện máy Hồng Sơn làm chương trình ngoại xả kho cho các bác, cho anh em. Về bộ sản phẩm thì hiện tại thị trường đang được ra bán với giá là 980.000. Nhưng này em xả kho giá chỉ còn 830.000 không nhá. 830.000 thì sản phẩm đầy đủ sẽ bao gồm là một thân máy này, đi kèm hai quả pin 10 cell, một đốc sạc nhanh này, có thùng đựng, và khi các bác mua hàng thì em sẽ tặng kèm thêm 28 phụ kiện bao gồm đầu 22, đầu 14, 13, 17, đầu chuyển khoan, đầu chuyển vít và những đầu bắt vít nhỏ như là bút lông nhỏ không nhá. Đầy đủ hết nhìn đi ạ. Các bác hàng đi ạ, giá chỉ còn 830.000 thôi ạ. Lấy bác nào quan tâm hãy liên hệ số điện thoại hotline cho mình 0967852114. Về bộ sở máy siêu bô lông Makita thì em ưu đãi các bác nhưng cam kết có cả hàng chất lượng nhất thị trường này. Có thể là mở động bốc bô lông 24 máy CK hay như vừa rồi em mở ốc xe con không nhé. Bắn ra rất là dễ dàng quá. Và sản phẩm thì có thiết kế động cơ không chổi than kháng nước và động cơ chống sức cốt nhé, chứ không phải động cơ thường. Ở những video trước em có giới thiệu động cơ chống sức cốt với động cơ thường như nào rồi, các bác có thể xem lại những video trước nhé. Đấy, máy thì có tem 7 màu chống hàng giả này. Ở đuôi máy có cái bao cốt để tra nguồn gốc xuất xứ sản phẩm các nhé. Các bác check cái này, ra đầy đủ các sản phẩm. Đấy, máy thì có tốc độ bố từ 0 cho đến 4.500 lần trên phút và lực xiết cực đại của máy lên đến 580 N. Đấy, máy thiết kế đầu vần 2, đầu bu lông phổ thông thôi. Các bác có nhét được chiếc những đầu vít tôn, ví dụ như đầu vẫn vít ba ke của máy này để sử dụng thôi, rất là tiện thôi nhé. Đấy, đầu vẫn khẩu này. Và máy thì có đèn sợ sáng, đèn nhỏ rất là sáng này, có đảo chiều không, đảo chiều điều tốc này. Đấy, còi điều tốc. Máy thì có thiết kế đèn báo pin không nhé, có đèn báo pin này và phím bấm tốc độ các bấm vào nút đỏ này, điện thị chạy dưới đây rất là chậm, chơi rất là nhanh. Cái này thì các bác thợ không ngại đúng không? Máy sử dụng chân pin phổ thông, chân dương chưa tâm cách nhau 4 phân. Sản phẩm đi kèm bác hai pin nhé, hai pin 6.0, một pin các bác dùng liên tục được 5-6 tiếng đồng hồ. Và pin thì có hai cổng sạc, một cổng sạc nhanh và một cổng sạc dây. Đấy, và em có tặng các bác một cổng sạc nhanh, sử dụng nguồn điện 220, các bác gài như này là sử dụng để sạc thôi, khoảng tầm hơn một tiếng ở đây, rất là nhanh các nhé. Khi bác hàng thì sẽ được tặng kèm thêm một cái hộp đựng này, và em tặng thêm các bác là 28 phụ kiện để các bác về sẵn dùng, bao gồm đầu 22, đầu 13, 14, 17, đầu chuyển khoan để khoan tường này, đầu chuyển bắt vít này, và những đầu bắt vít nhỏ, đấy, những đầu bu lông nhỏ các bác nhé. Đấy, đầy đủ hết như hình cho các bác. Vâng, thì vừa rồi em giới thiệu qua bộ sản phẩm máy siêu bô lông Hitachi. Thì bộ sản phẩm này em đãi xả kho, giá chỉ còn 830.000. Các bác hàng đi ạ, giá chỉ còn 830.000 thôi ạ. Nếu bạn nào quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại hotline cho mình 0967852114. Nếu bạn nào còn phân vân sản phẩm thì hãy để số điện thoại phần comment, thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật gọi lại, tư vấn hay hỗ trợ hàng. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các video sau. Em xin cảm ơn.